Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Đinh Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Sa Trung Thổ, ngày Đinh Tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Sa Trung Thổ, kỷ tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Sửu, Tân Sửu. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Sinh Khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Phúc Sinh tốt mọi việc, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, sao Nguyệt Yểm Đại Hỏa xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Âm Thác kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng. Và đặc biệt đó, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022, tức là ngày mùng 5 tháng 6 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Tý có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng mới mẻ nảy ra, giúp cho bạn rất được lòng cấp trên. Với những sáng kiến độc đáo của bạn, giúp cho cả tập thể vượt qua được những khó khăn trước mắt và bản thân của bạn cũng giành lấy được những thành công nữa. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, bạn cũng nên tìm cách mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, quan tâm nhiều hơn tới bạn bè, đồng nghiệp, không thì bạn sẽ nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh bị cô lập, cho dù bạn vốn là người tài giỏi đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa, điều này khiến cho bản mệnh phải đối mặt với nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ tình cảm của bạn đang có dấu hiệu rạn nứt khi giữa hai người không đạt được những sự hòa thuận, mâu thuẫn nảy sinh từ những chuyện nhỏ nhặt ngoài ý muốn. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, vẫn còn bị động,
cho nên chưa tìm được cách để cải thiện về tình hình hiện tại của mình. Vài câu quý cho bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim đề xuất sáng kiến độc đáo, được lòng cấp trên. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy phát huy được khả năng sáng tạo, đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tìm cách mở rộng mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ vượt qua được những giai đoạn khó khăn trước mắt, giành lấy thành công. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc đối mặt với nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 31, số 82, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu đạt được những bước tiến khả quan trên con đường công danh công việc của mình. Ngày này, công việc của bạn mệnh tuổi Sửu tiến hành tương đối là thuận lợi, bạn đạt được những thành tích rất khả quan, chỉ cần tập trung hết sức vào nhiệm vụ được phân công là được. Trong ngày chủ nhật này, với bạn tuổi Sửu, bạn đang có được cát thần giúp ích rất nhiều cho chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Đối với những người đang còn độc thân, hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Dù đó là cuộc gặp gỡ với mục đích giới thiệu, xia mặt thì cũng đừng có quá căng thẳng. Bạn tuổi Sửu hãy cứ tự nhiên đón nhận mọi thứ. Còn đối với các cặp đôi, trong ngày hôm nay có được một ngày bình ổn khi luôn quan tâm tới nửa kia của mình nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm. Điều này giúp cho những bạn làm công ăn lương có được một ngày kinh doanh, buôn bán, công việc làm thêm, gặt hái được nhiều thành quả đáng kể. Ngày này, những bạn kinh doanh buôn bán cũng tìm thấy được những cơ hội phát tài cho mình khi tìm ra được lợi thế dẫn đầu thị trường. Người làm công ăn lương cũng cảm thấy được thoải mái khi bạn có được một ngày nghỉ ở bên những người thân yêu của mình. Bù lại thì đối với những bạn chăm chỉ làm thêm, làm kinh doanh ngoài giờ cũng có được nguồn thu hoạch đáng kể nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển được thuận lợi, đạt được thành tích khả quan. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đạt được bước tiến khả quan trên con đường công danh, công việc của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, thu nhập được tăng tiến đáng kể, dẫn đầu thị trường. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chuyện tình cảm luôn được suôn sẻ, người độc thân nên mở rộng lòng mình hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, vất vả nhưng thu nhập cũng được dồi dào hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 96, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này làm cho vận trình của bạn đang có điểm báo có sự sa sút đáng kể trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dần có thể sẽ vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối do tiểu nhân quấy phá và đối phương dở đủ trò tạo thị phi khiến cho bạn tuổi Dần phải sức đầu mẹ trán tìm ra cách để đối phó. Và càng những lúc như vậy, với bạn tuổi Dần chớ có nóng vội, nóng nảy, mất bình tĩnh mà càng khiến cho tình hình trở nên khó khăn, cam go gấp bội lần. Trong ngày chủ nhật này, với bạn tuổi Dần, tâm tính rất dễ bị kích động, khiến cho bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm, nhất là trong việc đầu tư kinh doanh khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh.
Hung tinh này có thể sẽ khiến cho bạn mất một khoản tiền không hề nhỏ vì chưa tìm hiểu về tình hình. Cho nên trước khi bắt tay vào một việc gì đó, nếu như bạn tuổi Dần còn chưa chắc chắn, hãy thử thảo luận với những người đáng tin cậy xung quanh mình trước cái đã. Có thể bạn sẽ có được hướng đi đúng đắn hơn cho mình. Và điểm sáng duy nhất trong ngày Chủ nhật này cho bạn tuổi Dần đó là về phương diện tình cảm. Khi bạn đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn. Và nếu như bạn có điều gì đang còn khó giải quyết băn khoăn ở trong lòng, bạn hãy trò chuyện với người ấy, đối phương chắc chắn sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên rất hữu ích trong những lúc như thế này nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, tiểu nhân quấy phá, dở đủ trò thị phi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, vận trình sa sút đáng kể, vướng phải nhiều chuyện phức tạp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, sẽ đưa ra những quyết định sai lầm trong việc đầu tư, kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, chớ có nóng vội, mất bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, nửa kia là chỗ dựa vững vàng mọi khi bạn gặp phải những vấn đề khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 28, số 76, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Mão. Tử vi tuổi Mão, Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay có phần được khởi sắc hơn. Bạn mệnh tuổi Mão có được sự quyết đoán và dứt khoát khi cần phải lựa chọn con đường ở phía trước. Bạn tuổi Mão, bạn hiểu rõ mình có thế mạnh ở đâu, cho nên không bỏ lỡ thời cơ mà cố gắng hết mình để phát huy được năng lực của bản thân mình nữa. Có thể nói, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, bạn đã tìm ra được niềm vui trong công việc của mình. Tuy có hơi bận rộn một chút, nhưng với tinh thần, bạn vẫn luôn phơi phới, tập trung làm việc cả ngày, đêm đến, hiệu suất rất khả quan về công việc. Với bạn tuổi Mão, có thể còn nhận được những lời khen ngợi khi tinh thần làm việc của bạn đã truyền cảm hứng cho đồng nghiệp xung quanh mình nữa. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho nên con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay cũng có được nhiều sự khởi sắc. Sự chân thành của bạn mệnh đã làm cho đối phương cảm động và quyết định cho bạn cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ này. Bạn mệnh tuổi Mão vui mừng và hạnh phúc trước tin vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có được sự quyết đoán và dứt khoát khi cần phải đưa ra sự lựa chọn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, vận trình công danh, sự nghiệp, công việc có phần được khởi sắc hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ tìm ra được niềm vui trong công việc của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cố gắng hết mình để phát huy được năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, con đường tình duyên có nhiều tin vui bất ngờ. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 85, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là thuận lợi. Ngày này, về phương diện tài lộc của bạn cũng không tồi chút nào. Với bạn tuổi Thìn đang có được nguồn thu nhập thêm từ ngành nghề tay trái, công việc làm thêm, kinh doanh buôn bán từ bên ngoài. Và công sức của bạn vất vả bỏ ra bấy lâu nay đã được đền đáp xứng đáng, tạo thêm động lực để cho bạn làm việc hơn nữa.
Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, khi tài lộc đang có được sự dư dả thì với bạn cũng cần phải dành cho mình một khoản để tiết kiệm đề phòng những khi xảy ra những chuyện bất ngờ phải dùng đến tiền. Ngoài ra, với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải tìm hiểu thông tin về một lĩnh vực mà đầu tư phù hợp để tiền ngày càng được sinh sôi nảy nở, tạo thêm cơ hội để cho mình phát tài phát lộc hơn nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được cơ hội để tìm thấy được tình yêu của đời mình. Đào hoa nở rộ và bằng chính sức hút của bản thân mình với bạn tuổi Thìn không ngừng khiến cho người khác phải đắm say và muốn tìm hiểu nhiều hơn về bạn nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có thêm được nguồn thu nhập đến từ công việc ngành nghề tay trái, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ công việc tiến triển được thuận lợi, tài lộc được hanh thông, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc khi tài lộc có được sự dư giá nên có một khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim công sức mà bạn đã bỏ ra vất vả bấy lâu nay đã được đền đáp xứng đáng, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy đào hoa nở rộ có được cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 96, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ, Chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo công việc của bạn không được khả quan cho lắm. Với bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày có thương quan ngáng trở, điều này làm cho bạn gặp phải những rắc rối không đâu. Tuy nhiên, điều này cũng là do chính bản thân bạn mà ra, có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc của mình. Bạn đang để cho đầu óc không được tập trung cho lắm, lơ là với trách nhiệm của bản thân mình nữa. Ngoài ra, trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng nên duy trì sự kiên trì khi phải giải quyết những công việc cần độ khó cao, gặp nhiều rắc rối. Bạn đừng có vội bỏ cuộc giữa chừng, lùi một bước khi gặp khó khăn sẽ khiến cho bạn mãi dậm chân tại chỗ. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cũng nên tránh thái độ kiêu ngạo, tự đắc. Vì thế, bạn có thể sẽ khiến cho mọi người hiểu sai về bản thân mình nữa nhé. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, điều này sẽ gây ra những ức chế về mặt tinh thần. Với bạn tuổi Tỵ rất dễ trở nên nóng nảy mỗi khi gặp phải những chuyện không như ý, và đó có thể là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay gặp phải nhiều trở ngại. Đôi lứa có những khúc mắc chưa được hóa giải và mâu thuẫn cứ thế liêu thang theo thời gian nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đầu óc không đủ tập trung nên dễ lơ là với trách nhiệm. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, công việc không được khả quan, gặp phải những rắc rối không đâu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, mãi dậm chân tại chỗ nếu như lùi bước trước khó khăn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nên duy trì sự kiên trì khi giải quyết những công việc khó khăn, rắc rối. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tinh thần ức chế, tình cảm đôi lứa gặp trở ngại. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 61, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tuổi Ngọ có được cơ hội gặp được quý nhân nâng đỡ, mở ra thời cơ thuận lợi để được thăng tiến, công việc được thuận lợi. Bạn mệnh tuổi Ngọ trong ngày này nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía bạn bè, đồng nghiệp cũng như là cấp trên bởi những thành tích mà bạn mới đạt được của mình. Với bạn tuổi Ngọ,
với các thần chiếu mệnh cũng sẽ giúp cho bạn có được một gia đình rất hòa thuận, bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng với người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm là đã là vợ chồng thì đồng lòng chuyện gì cũng sẽ giải quyết được một cách dễ dàng nữa. Lại thêm, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn đang có được báo hiệu có lộc về làm ăn. Với bạn tuổi Ngọ, bạn không nên chần chừ do dự trước những cơ hội về đầu tư kinh doanh quá lâu, mà bạn cần phải có được sự quyết đoán để nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận trong nay mai mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy được quý nhân nâng đỡ, mở ra thời cơ thuận lợi để tăng tín. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, người làm ăn có được lộc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, gia đình hòa thuận, vợ chồng luôn tin tưởng và thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, không nên chần chừ do dự trước những cơ hội về đầu tư. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 95, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ với tuổi Mùi, chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, điều này sẽ mang tới cho bạn có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn tuổi Mùi đang làm trong các lĩnh vực như là đầu tư, kinh doanh thì bạn đừng có bỏ qua những cơ hội về hợp tác đáng quý báu mà các thần mang tới cho bạn. Với bạn tuổi Mùi sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan, tài khoản của bạn liên tục nhảy lên trông thấy nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, bản mệnh cũng có thể sẽ phát tài một cách nhanh chóng dựa vào chính vận may của mình khi bạn đang có được nhiều các tinh trợ mệnh. Tuy nhiên, thần tài cũng sẽ không mãi giúp đỡ bạn tuổi Mùi với thái độ há miệng chờ sung hay là lười biếng. Mà bạn tuổi Mùi hãy biết làm giàu bền vững, bạn hãy dựa vào chính sức lao động chân chính của bản thân mình nữa bạn tuổi Mùi nhé. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày rất vượng vận về đào hoa. Và nếu như bạn đang có được đối tượng nào tiếp cận với bạn và bạn cũng đã sẵn sàng thể hiện thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên cơ hội để tìm hiểu nhau xem sao. Nếu như biết cởi mở và chủ động hơn, hai bạn sẽ có được một cái kết rất chi là hạnh phúc viên mãn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim đừng bỏ qua những cơ hội về hợp tác làm ăn đáng quý. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có được cơ hội phát tài ngay trong tầm tay của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa nhận được những khoản lợi nhuận khả quan. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ dựa vào sức lao động chân chính của mình để làm giàu bền vững hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc đào hoa nở rộ nếu như bạn cởi mở và chủ động. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 58, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022. Với ba tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Con đường tài lộc của bạn cực kỳ là vượng sắc, tiền bạc đổ về nhà ùn ùn. Với bạn tuổi Thân, bạn tạo dựng được những lợi thế cho bản thân mình khi tranh thủ thời cơ có sẵn, không để cho cơ hội quý giá trôi qua mất khỏi tầm tay của mình.
Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân, bạn cũng có được cơ hội gặp được quý nhân và bạn tuổi thân có thể sẽ học được những điều rất giá trị từ người ấy và điều này sẽ mang lại cho bạn có nhiều lợi ích cho công việc của mình về sau này. Nếu như gặp phải trục trặc trong vấn đề gì, với bạn cũng đừng có ngần ngại lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của quý nhân hay là những người có nhiều kinh nghiệm bên xung quanh mình nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khắc với hỏa, điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn vì thế mà phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Vợ chồng không hiểu được nhau, có những nút thắt mà theo thời gian càng ngày càng lớn hơn chứ không được tháo gỡ trong nay mai nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, con đường tài lộc cực kỳ là vượng, tiền bạc đổ về nhà ùn ùn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tạo dựng được lợi thế cho bản thân khi tranh thủ được những thời cơ có sẵn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, vợ chồng không hiểu được nhau, nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 63, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Tỵ Dậu nhị hợp phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể đạt được những kết quả tốt trong cả sự nghiệp lẫn con đường công danh khoa cử. Với bạn tuổi Dậu, hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân mình cùng với quyết tâm để chạm đến cái đích cuối cùng mà mình đã đặt ra. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được sự năng động, nhiệt tình hay là cứ mãi mê giúp đỡ người khác mà quên mất việc mình cần phải làm lúc này. Những kẻ xấu bụng chỉ chờ đợi thời cơ này để tìm ra những sai sót của bạn và biến cho mọi thứ do bạn gần gây dựng sụp đổ bất cứ lúc nào nữa đó nhé. Ngày chủ nhật này, bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có hỏa khắc với kim. Điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn với nửa kia gặp phải nhiều trục trặc trong khoảng thời gian này. Bạn mệnh tuổi Dậu nên giữ bình tĩnh mọi khi đứng trước các quyết định quan trọng. Bạn hãy đánh giá chi tiết từng tình huống cụ thể và đưa ra câu trả lời cho riêng mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tình cảm giữa cha mẹ và con cái gặp nhiều trục trặc, khó tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, kẻ xấu bụng soi xét từng lỗi sai của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, con đường công danh sự nghiệp đang rộng mở từng cánh cửa. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, mải mê giúp đỡ người khác mà bỏ bê công việc chính của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho tình hình tài chính của bạn ngày được một ổn định hơn. Với bạn tuổi Tuất, nguồn thu chính của bạn thêm phần được củng cố, luôn biết cách quản lý về tài chính, cho nên bạn duy trì được tiềm lực về tài chính rất ổn định. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc, cho nên sự nghiệp của bạn dễ dàng có được sự thăng tiến, khả năng được thăng chức hoặc tăng lương hoặc là nhận thưởng khá chi là cao. Bạn mệnh tuổi Tuất có thể sẽ tranh thủ được cơ hội này để đầu tư vào những dự án kinh doanh hoặc là lên kế hoạch về tích lũy cho tương lai của mình nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, vận trình tình cảm của bạn
cũng rất tốt, nhờ bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, thậm chí có người trong ngày hôm nay thấy được vận đào hoa của mình nở rộ. Vốn dĩ với bạn tuổi Tuất đã có được sức hút vô cùng là lớn với những người khác phái, song lắm mối tối lại nằm không. Vì thế, nếu như dù thế nào đi nữa bạn cũng cần phải bình tĩnh để suy xét, chứ đừng có vì nhiều người thiêu đuổi mà đứng núi này trông núi nọ bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa duy trì được tiềm lực về tài chính ổn định, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ tình hình tài chính ngày càng được ổn định và vững vàng, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc tranh thủ cơ hội để đầu tư vào các dự án kinh doanh, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim có khả năng được thăng chức tăng lương hoặc là nhận thưởng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy đừng vì nhiều người theo đuổi mà đứng núi này trông núi nọ. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 65, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này khiến cho bạn tuổi Hợi trải qua một ngày khá vất vả để kiểm soát được tình hình. Với bạn tuổi Hợi, bạn gặp nhiều khó khăn trong công việc của mình, nhất là đối với những người cần hợp tác, làm việc nhóm. Bạn mệnh dễ có sự tranh cãi với đồng nghiệp vì bất đồng quan điểm hoặc là kèn cựa lẫn nhau, khiến cho hiệu suất công việc bị giảm sút, quá trình làm việc xảy ra nhiều mâu thuẫn, căng thẳng liên tiếp. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay là nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực tại nơi làm việc. Bạn mệnh là người có năng lực nhưng bạn lại chưa thực sự biết được cách để khẳng định được năng lực thực sự của bản thân mình và giành lấy vị trí xứng đáng cho mình nữa. Vận xui điêu bám làm cho bạn tuổi Hợi, con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay cũng gặp nhiều trở ngại khi bạn đang gặp ngày có thủy khắc với Hỏa. Mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi giữa bạn và người ấy tồn tại quá nhiều quan điểm trái ngược nhau và chẳng ai chịu xuống nước để nhún nhường nữa kia. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa dễ có sự tranh cãi với đồng nghiệp, bạn bè vì bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ vất vả để kiểm soát tình hình, gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực tại nơi làm việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hiệu suất công việc bị giảm sút, quá trình làm việc căng thẳng, mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, đôi lứa tồn tại quá nhiều quan điểm trái ngược nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.